Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linkkiện Star. Và như anh em thấy, trên bàn của mình có rất là nhiều những cái chiếc gimbal chống rung. Và đây là một chuyên mục mình nghĩ anh em sẽ khá là quan tâm, đó chính là thanh lý gimbal mỗi năm một lần. Trong video này mình sẽ điểm qua lần lượt từng cái sản phẩm một để cho anh em có thể nắm rõ tình trạng của nó, cũng như là giá cả của nó, cũng như là những cái thông số kỹ thuật cơ bản của một cái chiếc gimbal, để xem là anh em nên mua cái chiếc gimbal nào để mà phù hợp nhất với mình trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng ha. Rồi, và không để cho lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào việc tìm hiểu nào. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi từ những cái sản phẩm thanh lý rẻ nhất cho đến đắt tiền nhất. Và sản phẩm đầu tiên đó chính là Smooth X, một cái chiếc gimbal hai trục nhỏ gọn đến từ thương hiệu Shizune. Và giá thanh lý của các em Smooth X này chỉ có 699k mà thôi. Và điểm qua một vài thông tin về thông số kỹ thuật của cái chiếc gimbal Smooth X thì đây là một cái chiếc gimbal chống rung hai trục với tải trọng là 210g, cùng với cái thời lượng pin sử dụng liên tục là 6,5 tiếng đồng hồ. Và cái điểm đặc trưng nhất của cái chiếc gimbal Smooth X đó chính là ngoài cái việc hỗ trợ chống rung ra thì nó còn có cho chúng ta một cái cây gậy selfie rất là dài lên tới là 25cm để giúp cho cái việc mà quay video khi mà chúng ta đi quay nhóm hoặc là chụp nhóm các bạn, thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều ha. Thì đối với cái chiếc gimbal hai trục thì chúng ta rất là dễ để sử dụng thôi anh em à, đặt cái chiếc gimbal xuống cũng như là gắn cái chiếc điện thoại vào. Và lưu ý ha, điện thoại thì tất nhiên nó phải nhẹ hơn cái tải trọng tối đa là 210g trừ cái chiếc gimbal Smooth X thì mới có thể sử dụng được ha. Thì đối với Smooth X chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chuyển từ ngang sang dọc để giúp cho các bạn có thể quay TikTok cũng như làm vlog theo cái tỷ lệ dọc một cách thoải mái thôi ha. Và mình nhắc lại một lần nữa ha, thì cái chiếc gimbal Smooth X trong đợt thanh lý lần này chỉ có giá là 699k mà thôi, một giá quá là rẻ luôn để cho các bạn có thể dễ dàng sở hữu cũng như là trải nghiệm một cái chiếc gimbal nhỏ gọn cũng như là rất là tiện lợi này. Và sản phẩm thứ hai đó chính là Moza Mini S, một cái chiếc gimbal chống rung cũng rất là quen thuộc đến từ thương hiệu Moza ha. Và giá thanh lý của nó là 899k cho một cái chiếc gimbal chống rung 30 này. Và điểm qua một vài thông tin về thông số kỹ thuật của cây Moza Mini S thì đây là một cái chiếc gimbal chống rung 30 với cái tải trọng tối đa là 250g cộng với cái thời lượng pin sử dụng liên tục là 8 tiếng đồng hồ. Cơ bản thì đây là một cái chiếc gimbal chống rung 30 rất là ngon để cho chúng ta có thể sử dụng cũng như là trải nghiệm đối với những cái chiếc điện thoại không quá nặng ha anh em. Đối với cái chiếc gimbal Moza Mini S thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chế độ dọc ha, nhưng mà nó sẽ hơi khó khăn hơn một xíu, thì chúng ta phải xoay cái ngàm kẹp điện thoại này anh em. Đó, anh em muốn quay dọc thì anh em sẽ xoay cái ngàm kẹp điện thoại sang như vậy. Sau đó thì anh em sẽ gắn cái chiếc điện thoại của mình vào và cân bằng nó như là những cái chiếc gimbal khác thôi. Đó, thì từ đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng được. Đối với lại là cái chiếc gimbal Moza Mini S nếu như anh em mà muốn quay dọc ha. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã có thể sử dụng cái chiếc gimbal Moza Mini S đối với cái việc là quay dọc, đặc biệt đối với cái nền tảng TikTok hiện đại ha anh em. Và đây sản phẩm thứ hai, chúng ta sẽ đến liền luôn với sản phẩm thứ ba nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong video thanh lý lần này, chúng ta sẽ đến với một cái chiếc gimbal dành chuyên cho anh em thích cái sự nhỏ gọn, đó chính là Fiyu Vlog Pocket 2 ha. Và giá thanh lý của em nó chỉ có 1,1 triệu mà thôi. Và điểm qua một vài thông tin về thông số kỹ thuật của cái chiếc Vlog Pocket 2 này thì đây là cái chiếc gimbal chống rung 30 với tải trọng là 250g, một chiếc gimbal khá là nhỏ nhưng tải trọng cũng rất là cao ha. Và thời lượng pin của nó thì chúng ta có thể sử dụng liên tục là 7,5 tiếng đồng hồ ha. Và ứng dụng để sử dụng đó chính là Fiyu On, anh em cũng có thể dễ dàng tải được trên Play cũng như là App Store. Và đối với cái chiếc gimbal Vlog Pocket 2 này thì anh em lưu ý ha, nó sẽ có một cái ngàm khóa trục ở đây nè, thì anh em sẽ phải mở ra sau đó bật nó lên. Sau khi bật lên rồi thì em phải chốt khóa chặt lại ha, để cho cái việc sử dụng nó được an toàn hơn nhé. Và cái chiếc gimbal Vlog Pocket 2 này thì cũng rất là dễ dàng cho cái việc mà chuyển đổi giữa tỷ lệ ngang, tỷ lệ dọc để giúp cho anh em quay TikTok được tiện lợi hơn ha. 1,1 triệu cho cái chiếc gimbal Vlog Pocket 2 này, một cái chiếc gimbal phải gọi là cực kỳ ngon luôn nếu như anh em thích cái sự nhỏ gọn cũng như là chống rung ổn định đến từ thương hiệu Fiyu ha. Và sản phẩm thứ tư trong video thanh lý lần này thì chúng ta sẽ trở lại với thương hiệu Moza, đó chính là Moza Mini Mi, một chiếc gimbal chống rung 30. Và đến nay đây là cái chiếc gimbal chống rung duy nhất có hỗ trợ sạc không dây trực tiếp cho điện thoại của chúng ta luôn, một tính năng rất là hay đúng không nào. Và giá thanh lý của em nó đó chính là 1,4 triệu ha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về nó luôn nhé. Và đây chính là thiết kế của chiếc Moza Mini Mi ha, một thiết kế 30 rất là truyền thống luôn. Khi mà nó nguyên khối như vậy, chúng ta không thể gấp gọn lại được. Và tải trọng của cái chiếc Mini Mi này thì chỉ có 200g, cũng như là cái thời gian sử dụng của nó là 8 tiếng đồng hồ,
cho nên nó sẽ hơi hạn chế một xíu, các bạn lưu ý ha. Nếu như các bạn sử dụng những cái chiếc điện thoại quá nặng thì rất tiếc là cái chiếc Moza Mini Mi này nó chưa thể nào hỗ trợ tốt được. Và đây chính là cái vị trí cái khay kèm điện thoại kim luôn cái sạc không dây dành cho điện thoại nè anh em. Thật sự thì mình rất là thích cái tính năng này luôn. Nó giúp cho mình vừa có thể chốc rung, vừa có thể quay video mà vừa không sợ lo hết pin, đối với lại là những cái chiếc điện thoại nữa ha. Và một lưu ý trong cái việc mà sử dụng cái chiếc Mini Mi này, đó chính là cái trục của nó chúng ta phải xoay lại 90 độ thì mới đúng cái vị trí của nó anh em. Có nghĩa là anh em khi mà mua về nó sẽ nằm vị trí như vậy, sau đó anh em phải bật cái chiếc gimbal này lên, sau đó xoay nó thêm 90 độ nữa, như vậy đó, phải xoay thêm 90 độ nữa ha. Rồi như vậy thì chúng ta mới có thể cho nó về đúng cái vị trí trục của nó, cho nên là anh em lưu ý ha. Rồi tương tự thì mình sẽ gắn cái chiếc điện thoại của mình vào cũng như là mở nguồn lên thôi. Anh em có thể sử dụng cái trục phía sau này, nó có cây thước nè, để anh em có thể điều chỉnh cũng như là cân bằng cái chiếc điện thoại của mình ha. Sau khi ổn định thì sẽ khóa lại cái chốt này ha. Rồi và mở nguồn lên thôi. Ok, như vậy là mình đã gắn cái chiếc điện thoại vào cái chiếc Mini Mi này rồi. Và tất nhiên rồi, cái chức năng là sạc không dây cho điện thoại rất là hữu dụng, thì anh em chỉ việc nhấn 3 lần vào cái nút nguồn thì lập tức là cái chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ được sạc pin để mà sử dụng luôn, rất là hay đúng không? Rồi và một lần nữa, Moza Mini Mi với một mức giá thanh lý chỉ có 1,4 triệu mà thôi. Anh em có thể đặt hàng ngay nhé. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào thiếu cái chiếc gimbal huyền thoại được, Zizun Smooth 4. Chắc mình sẽ không phải nói quá nhiều về thông tin của cái chiếc Smooth 4 này đâu nữa ha, mà mình nghĩ là anh em chỉ quan tâm về giá của nó thôi. Thì trong video thanh lý này, Smooth 4 chỉ có mức giá là 1.450.000 đồng mà thôi. Rất là ngon so với mức giá hiện tại của nó, để anh em có thể sở hữu cũng như là trải nghiệm cái chất lượng tuyệt vời mà cái chiếc gimbal Smooth 4 này mang lại ha. Dĩ nhiên thì mình sẽ vẫn phải điểm qua cho anh em, đặc biệt là những anh em mà chưa biết về chiếc gimbal Smooth 4, về thông số kỹ thuật của nó rồi ha. Và đây chính là gimbal Smooth 4 ha, nổi tiếng với lại là một cái vòng xoay để chúng ta có thể zoom in, zoom out cũng như focus, và rất là nhiều những cái nút chức năng tiện lợi trong cái việc mà sử dụng của chúng ta. Và khả năng chống rung bá đạo của cái chiếc Smooth 4 mới làm nên cái thương hiệu cũng như là tên tuổi của nó cho đến hiện tại này mà. Và tải trọng của Smooth 4 là 210g cũng như cái thời lượng pin của nó là 8 tiếng đồng hồ. Đó, chúng ta có thể sử dụng linh hoạt đối với lại cái chiếc gimbal Smooth 4 này ha. Bây giờ thì mình sẽ gắn tripod vào cũng như là sẽ mở nguồn cái chiếc gimbal Smooth 4 này vào. Thì đối với những cái chiếc gimbal truyền thống như vậy thì anh em nên lưu ý cái việc cân bằng, bởi vì nó rất là quan trọng trong cái việc là bảo vệ gimbal cũng như là quyết định đến cái việc là gimbal nó có chống rung tốt cũng như là sử dụng được bền hay là không ha. Cho nên là anh em lưu ý ha, nên cân bằng rất là kỹ đối với những cái chiếc gimbal này để cho cái trạng thái hoạt động của nó được tốt nhất. Smooth 4 thì cái trải nghiệm khi mà cầm cũng như là quay video cũng như là sử dụng các bạn rất là phê luôn, bởi vì cái phản hồi của nó cũng như là những góc quay của nó sử dụng khá là tốt ha. Thì mình nghĩ là rất là nhiều anh em đã biết về cái chiếc gimbal Smooth 4 này rồi, cho nên thì mình sẽ không phải chi tiết quá nhiều nữa. Rồi và sẽ lặp lại một lần nữa, Smooth 4 giá thanh lý của nó chỉ là 1.450.000 đồng mà thôi. Và đây là sản phẩm thanh lý cuối cùng trong video này, một cái chiếc gimbal cũng khá là ngon lành đến từ thương hiệu Zizun. Chúng ta có Smooth V2 với mức giá thanh lý của nó là 1,5 triệu ha anh em. Nó có một cái trục xoay 360 độ luôn, cho nên là anh em có thể quay ra được những cái góc quay rất là đặc biệt cũng như là sáng tạo. Và nói về cái chiếc gimbal này thì cái tải trọng của nó là 260g cộng với cái thời lượng pin sử dụng liên tục là 15 tiếng đồng hồ, rất là cao luôn ha. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng cho rất là nhiều những cái dòng điện thoại, kể cả những cái chiếc điện thoại nặng như bây giờ cũng có thể đáp ứng được đối với lại là cái chiếc gimbal Smooth V2 này luôn. Cái thân của nó lại là bằng kim loại ha, cho nên khi chúng ta cầm quay nó rất là đầm tay cũng như là bảo vệ gimbal cực kỳ tốt luôn. Và gimbal này thì cũng có thể dễ dàng đứng trên mặt phẳng được luôn mà không cần sử dụng tripod ha. Tất nhiên thì anh em có thể gắn thêm tripod để đảm bảo được cái sự cân bằng cũng như là ổn định hơn của cái chiếc Smooth V2 này ha. Thật sự thì cái trải nghiệm khi mà cầm đối với lại cái chiếc V2 này thì nó rất là đầm tay luôn anh em, bởi vì nó nhỏ và nó có thiết kế kim loại á, cho nên khi mà cầm vào nó rất là đầm tay và nó cũng không có nặng đâu anh em, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng cầm cái chiếc gimbal này để mà quay video một cách thoải mái ha. Và mình sẽ test luôn cái Vortex Mode hay là cái Inception Mode quay 360 độ á, để cho anh em thấy được cái sự tiện lợi của cái mode đó ha. Anh em chỉ việc nhấn vào cái nút mode ở trên cái phần thân của cái chiếc V2 mà thôi, rất là dễ, anh em cứ nhấn liên tục và nó sẽ chuyển sang xoay như vậy. Và anh chỉ sử dụng cái nút joystick để mà điều khiển thì nó cũng sẽ cho chúng ta quay được 360 độ, từ đó tạo ra một cái góc quay rất là đặc biệt cũng như là sáng tạo ha. Rồi và tất nhiên đối với cái chiếc gimbal tuyệt vời như vậy thì mức giá thanh lý của nó cũng là mức giá cao nhất hiện tại trong cái video thanh lý lần này. Chúng ta có Smooth V2 với mức giá thanh lý là 1,5 triệu ha anh em.
Và tổng kết lại thì chúng ta sẽ có 6 cái mẫu gimbal thanh lý trong video lần này. Tất cả những cái chiếc gimbal này, số lượng của nó đều có hạn thôi, cho nên mình sẽ ưu tiên cho những anh em mà đặt hàng liền ngay bây giờ luôn ha. Và những cái chiếc gimbal thanh lý này thì linh kiện store chỉ hỗ trợ bao test cũng như là đổi trả trong vòng 7 ngày đầu mà thôi. Cho nên các bạn lưu ý ha. Và tất nhiên mình sẽ ưu tiên hơn cho những cái bạn mà đến trực tiếp tại cửa hàng để mà có thể dễ dàng test cũng như là nhận được tư vấn tại nhân viên tại cửa hàng để có thể dễ dàng chọn được một cái chiếc gimbal phù hợp nhất với lại là cái trải nghiệm cũng như là cái việc sử dụng của các bạn ha. Và có bất kỳ những thắc mắc nào thì các bạn có thể liên hệ ngay cái số hotline ở dưới cái phần mô tả của video ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Linh Kiện Style nhé. Bye bye.